Từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, thì dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên diện rộng tại tỉnh Quảng Ngãi và gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, ảnh hưởng đến đàn chăn nuôi. Sau nhiều đợt dịch thì Quảng Ngãi đang nỗ lực tái đàn. Tuy nhiên là nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Vì vậy, ngành chăn nuôi triển khai rất nhiều biện pháp trên diện rộng để có thể phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ tổng đàn chăn nuôi. Trong 2 tuần qua, huyện Tư Nghĩa đã tổng triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên tổng đàn 13.000 con ở 12 xã thị trấn. Tất cả các hộ chăn nuôi chuồng trại đều được khử trùng trên diện rộng. Các địa phương đã triển khai nhanh chóng phương án phòng ngừa dịch bệnh đến từng địa bàn dân cư, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn chăn nuôi. Ngoài cái củi xỏa ra họ bơm hoặc là đó là họ phát thuốc gì về mình cũng bơm. Còn có hầu người không có thưa thì tôi xuống thú y tôi mua thuốc. Thì tôi bơm thuốc khuẩn ví dụ một hơi ba tuần gì đó một lần á hồi mà nó mưa nắng bất thường á đầu tuần bơm một lần đó chú phay là tôi thì nó khổ không sao rồi. Gần 30.000 con lợn bị tiêu hủy sau đợt dịch từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 đã gây nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi Quảng Ngãi. Gần 2 tháng qua, địa phương đã nỗ lực tái đàn với nhiều biện pháp tăng cường nhập giống, hỗ trợ chăn nuôi phát triển chuồng trại. Tuy nhiên, việc tái đàn triển khai đồng loạt ồ ạt nên nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Vì vậy, Quảng Ngãi đã tập trung giám sát nguồn giống, tiêu độc khử trùng bảo vệ đàn, phát triển chăn nuôi sinh học theo hướng trang trại đàn lớn để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh. Nên chọn những con giống tốt, khỏe mạnh. Và nếu mà đưa nơi xa về là phải có nguồn gốc giấy chứng nhận kiểm dịch và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để nhằm là đảm bảo công tác tế đoàn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Sau nhiều đợt dịch, tổng đàn lợn tại Quảng Ngãi có khoảng 310.000 con, nhu cầu tăng đàn thêm 40.000 con để bảo đảm cân bằng, ổn định cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, địa phương xác định không tái đàn bằng mọi giá để bảo vệ tổng đàn hiện tại. Vì vậy, nhiều biện pháp tiếp tục thực hiện tại tuyến cơ sở, trực tiếp đến người chăn nuôi để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi tái phát.